bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với An Tiến Studio. Không biết là các bạn đang xem video này đã xem video mình review em loa JBL Party Box 300 hay chưa? Nếu chưa xem thì hãy click ngay đường link mình để bên dưới phần bình luận nhé. Còn nếu đã xem rồi thì hẳn là đã có những nhận định của riêng mình rồi phải không ạ? Mình nhận được rất nhiều phản hồi từ video, có những bình luận cho rằng em loa này vẫn chưa đủ sức thuyết phục người chơi nhạc và giá còn cao nữa. Vậy thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một em loa nữa cũng được JBL ra mắt tại CES 2019 vừa qua tại Las Vegas. Đều là Party Box nhưng không phải 300 mà là 1000. Nghe có vẻ khủng hơn 300 nhiều nhỉ, nhưng mà mình cũng chưa tận mắt chứng kiến và chiêm ngưỡng em nó, bởi vì nó vẫn chưa có mặt tại Việt Nam. Nghe thiên hạ đồn thổi thì dự kiến khoảng từ tháng 6 đến tháng 7 em nó mới xuất hiện trên mảnh đất chữ S, cũng khá là lâu ạ. Nhưng mà không sao, bây giờ thì hãy cùng mình tìm hiểu em nó thông qua những gì mà hãng JBL đã giới thiệu nhé. JBL Party Box 1000 có thiết kế tương tự với Party Box 300 nhưng là phiên bản lớn gần gấp đôi. Thực sự lúc đầu khi mà mới nhìn em 300 thì mình đã thấy kích cỡ của em nó lớn lắm rồi. Và vội kết luận đây hẳn là chiếc loa lớn nhất trong bộ sưu tập nhà JBL. Nhưng mình biết mình đã sai rồi khi phát hiện ra sự tồn tại của em 1000 này. Hiệu ứng ánh sáng của Party Box 1000 cũng ấn tượng hơn hẳn so với 300. Cảm giác muốn bùng cháy hơn với ánh sáng được phủ toàn bộ bề mặt. Các cổng kết nối ở mặt sau loa thì đều có đầy đủ, tương tự như là em 300. Chỉ khác nhau ở vị trí trái, phải. Bao gồm các cổng kết nối analog RCA 3.5mm, có cổng USB để chơi nhạc từ USB hoặc là sạc cho một thiết bị di động như là điện thoại, máy tính bảng, các khe cắm mic, guitar và hai núm tinh chỉnh âm lượng. Còn trên đỉnh loa thì Party Box 1000 phong phú hơn hẳn luôn, có một đống nút cho các anh em thỏa sức nghịch. Điển hình là các anh em thích chơi DJ với bộ DJ Launchpad 4x4. Điều đặc biệt mà hãng JBL đem đến lần này cho Party Box 1000 là dây đeo cổ tay AirGesture cho phép kiểm soát ánh sáng bằng cử chỉ tay. Nhưng hình như là JBL vẫn đang chờ cấp bằng sáng chế cho cái này, mong là chúng ta sẽ sớm được trải nghiệm tính năng của em nó. JBL cũng công bố công suất chính thức cho Party Box 1000 là 1,1kW, lớn hơn rất nhiều so với 120W của em 300. Party Box 1000 sở hữu âm thanh 3 chiều siêu trầm, trang bị củ loa Downfiring Subwoofer 12 inch, nôm na là củ loa hướng âm thanh xuống sàn nhà. Về thời lượng pin thì tạm thời vẫn chưa có thông tin, nhưng mà chắc hẳn cũng sẽ ấn tượng khi mà Party Box 300 đã có dung lượng là 10.400mAh cho thời gian phát nhạc liên tục 18 giờ rồi. Và vừa rồi thì mình đã cùng các bạn điểm qua một vài thông tin của JBL Party Box 1000. Hiện tại thì Party Box 300 có giá niêm yết là 11.900.000 đồng. Dự kiến thì Party Box 1000 có giá đắt hơn hẳn vào khoảng 24 triệu đồng. Hy vọng là nó sẽ thỏa mãn người chơi nhạc khi sở hữu mức giá cao như vậy. Ngay khi nó về tới Việt Nam thì mình sẽ làm video test âm thanh của em nó ngay nhé. Hãy để lại ý kiến của các bạn về những chiếc loa JBL đã ra mắt trong năm nay ở dưới phần comment. Và đừng quên để lại một like cũng như là một subscribe để ủng hộ cho kênh của chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!